Hello các em, xin chào các em nha. Xin chào các em quay lại buổi học ngày hôm nay của anh Sơn. Hôm nay anh và các em sẽ cùng nhau mình chữa cái đề số 8 trong sách của mình nha các bạn. Rồi câu hỏi số 1, các em nhìn cho anh Sơn nhìn một cái là câu về phrasal verb đúng không ạ? Cụm động từ to now là hóa ra nha các bạn. To now là hóa ra. Bây giờ he turns out rich, hóa ra ông tài giàu. Turn off là xuất hiện, đồng nghĩa với từ show off hoặc đồng nghĩa với từ arrive. Turn over là lật qua các bạn, lật qua thôi, hoặc là chuyển giao đổi mới thôi. Còn turn in là đi ngủ nha bạn. Vì cô ta không thể tin vào mắt mình khi cô ta nhìn thấy cái người bạn cũ của cô ta xuất hiện tại sân bay. Đó, một cái tình cờ đúng không ạ? Thì con mình chọn là câu D thôi. Câu số 2. Câu số 2 các em nhìn cho anh Sơn, câu này câu bị động thôi bạn, có 3 là bị động, be phân từ 2 nha. Cái bánh ngon này được nấu bởi grandmother thì be phân từ 2 là câu này câu A. Được chưa? Rồi. Câu hỏi tiếp theo của anh Sơn, câu hỏi số 3. Time. Câu này quen vậy ta? À, time danh từ không đếm được nè. Đúng không ạ? Thì nếu danh từ không đếm được, câu này sẽ giống mấy câu đề 7, cái câu số 1 đề 7 của mấy đứa. Đúng không? Giống mà mấy đứa nó lấy câu lại xong sửa đáp án lại thôi nè. Oh my god. Nhờ. Danh từ đúng rồi, nó bỏ bỏ sang câu B, bỏ sang câu A nha, vì BA cộng danh từ chữ S hoặc ES nha các bạn. Bây giờ a leader và leader, cái một ý nghĩa khẳng định đúng không? Cái nghĩa phủ định đúng không? Vậy là tôi có một ít thời gian để hoàn thành cái đề án này. Vậy là một ít một chút đủ để dùng, đủ để sử dụng. Không hợp lý, nghĩa này không đúng lắm. Thì câu này đề học hay nhất đó các bạn, câu đề này hay nhất, tức là tôi gần như không có thời gian để hoàn thành cái đề án này, thì nó đúng nghĩa nhất các bạn. Đi đổ nghĩa tiêu cực, một ít một chút, không đủ để dùng, không đủ để sử dụng ha. Thì tôi gần như không có thời gian để hoàn thành cái đề án này, câu D. Câu tiếp theo, câu số 4. Cái tòa tháp FM là một trong những cái công trình cao nhất trên thế giới. Vì so sánh nhất là giờ đi với tính từ ngắn thêm đuôi EST và cho anh Sơn thôi. Câu này chọn anh Sơn câu A đúng. Câu 2, câu 50. Chọn cái câu 50 nó y xỉ bạn, cái câu 5 nó y xỉ cái câu 50 là số 7 đúng không? Đúng là thiệt luôn á. Câu 50 là 7 là has been working đúng không? Oh my god. Đấy, thì câu này before quá khứ ở trong này has thôi. Nha. Yeah. Khổ. Câu số 6. Break up là chia tay, break down là hỏng hóc. Cái câu này các em dùng sơ là cái câu D, từ break through nha các bạn. Break through nó giống như từ overcome gì đó, vượt qua những cái là rào cản trở ngại đó. Ha, thì cái ông quản lý mới á bạn ha, cái ông quản lý mới thì ông hứa là ông sẽ vượt qua những cái chính sách cổ hủ, tức là ông sẽ gọi là gác qua á bạn ha, hoặc là bỏ đi á, mình dịch thoáng nghĩa là gác qua hoặc bỏ đi những cái gọi chính sách cổ, những chính sách lỗi thời á, và đưa ra những ý tưởng mới. Câu này câu D hợp lý rồi. Từ breakthrough là đúng á. Câu 7, next month, tháng tiếp theo, dùng tương lai là will be implemented. Câu 8, nè, last night, đêm qua, chi quá, câu này câu về lượng từ, sorry. People, danh từ đếm được số nhiều đúng không ạ? Đếm được số nhiều thì câu B không đúng, vì câu B cộng danh từ không đếm được. Câu A cộng danh từ không đếm được. Câu này có thể cộng danh từ đếm được số nhiều nữa bạn. Và câu này cũng tương tự nè, đúng không ạ? Một cái là nhiều, một cái là một ít thôi. Vậy là có nhiều người đã biết cancel vào đêm qua thì nhiều người sẽ chọn câu C hợp lý ha. Rồi. Câu số 9. Câu số 9 các em thấy than không? Than là so sánh hơn đúng không ạ? Vì so sánh hơn đi với tính từ dài là more nè. Đi với tính từ nè. Đi với than. Là đúng nhất ha. Con này chọn sang câu B thôi. Được chưa? Câu số 10. By the time là trước đúng không ạ? Arrive là verb chỉ hiện tại nhưng ám chỉ tương lai đúng không? Vì là trong mệnh đề với bạn, trong mệnh đề chặn ngữ chỉ thời gian mà, về trước tương lai cho dùng tương lai hoàn thành. Câu B đúng ha.
Rồi, will have phân từ 2 thôi. Câu 11. Sao câu 11 nó là when người ta cancel the meeting nè, call off nè. Cái câu này hình như trong đề số số mấy nhà, đề số 5, số 6 vậy đó, bạn Sơn nhớ đề 5, đề 6 vậy đó, đúng không? Mà Sơn sửa nè. Call off và cancel, call up, call for, anh Sơn nhớ anh Sơn dạy call for an action, tức là kêu gọi một cái hành động nè, đúng chưa? Đó, oh my god. Câu 12, câu mà chữ rồi nha, 12 hả? 12 for cũng khoảng thời gian dấu hiệu của từ hiện tại hoàn thành thôi mấy bạn. Câu mà câu, à đúng. Câu 13, 13 grocery. Cái câu 13 này tranh cãi quá ha. Cái câu 13 này đáp án đó, để là câu C nè, thì câu C đúng các bạn. Anh Sơn không nói câu C sai nha bạn, câu C đúng. Tức là người ta vẫn có thể nói là a great deal of grocery được các bạn nha. Nhưng mà anh Sơn thấy bình thường người ta dùng là many nhiều hơn. Hai con chọn Sơn hai câu luôn. Ở đây các em hiểu nè, ở đây mình có từ là grocery nha các bạn. Thì cái thằng này nó chính là gì các bạn? Cái thằng grocery mà nó không có S, tức là nó ở dạng số ít này nè, thì nó chính là một cái danh từ ở dạng là danh từ không đếm được đó mấy đứa nha. Và nó thường là ám chỉ những cái là cái cửa hàng nha bạn. Grocery grocery store đó bạn, tức là cái cửa hàng bán đồ, bán tạp hóa đó ha, thì nó thường là danh từ không đếm được, được chưa? Nhưng mà nếu như mà mình, nhưng mà nếu mình thêm es mà nha, thì nó chính là cái từ là grocery. Grocery đếm được số nhiều, thì khi đếm được số nhiều thì nó chính là plural noun nha bạn, danh từ đếm được dạng số nhiều. Và nó mô tả chính là food or food hoặc là những cái item đó, những coi là những cái hàng hóa, đúng không? Thì trong cái câu này các em hiểu rồi nè, tại sao cái câu C nó vẫn đúng hay câu C nó đúng á, là người ta coi cái từ grocery đó bạn, nó chính là từ food luôn, hiểu chưa? Vì nếu mình coi cái từ grocery là từ food, thì food là danh từ không đếm được, và chúng tôi cần mua thức ăn cho bữa tiệc này, thế mà mình chọn câu B, câu C nhé bạn. À, câu C, hiểu chưa? A great deal of. Nhưng mà nếu như mình coi cái từ grocery, tức là những cái hàng hóa tạp hóa, tức là lúc này không, tức là nó không nhấn mạnh về tổng thể là thức ăn nữa, mà nó nhấn mạnh về từng cái hàng hóa, hiểu ý Sơn chưa? Thì lúc mà nó là danh từ đến được ở dạng số nhiều và đúng cái bản chất của nó luôn á, thì mình sẽ chọn câu A, hiểu ý chưa? Thì câu này anh Sơn hay là câu A hay câu C gì cũng được. Đợi anh Sơn lấy cái điện thoại, anh Sơn mở từ điển cho các em coi. Đợi xíu anh Sơn lấy điện thoại nha. Nên nào, em coi anh Sơn ở chỗ này nha. Oxford đó bạn, cái này mua 800 ngàn một năm nha. Bạn, các em nên mua nha. Thấy em cái từ grocery không? Bấm vào cho anh Sơn. Thì nè, grocery á, thì tức là cái từ grocery này á, nếu mà nó ở cái dạng mà số ít nữa các bạn ha, thì nó thường được dùng như ý nghĩa là một cái cửa hàng tạp hóa. Một cái cửa hàng bán những cái thức ăn đúng không? Hoặc là other things using home, nói chưa, bán những cái đồ lặt vặt được sử dụng trong nhà đó, thì tức là nó dùng ở dạng số ít đó, thì nó được dùng ở từ store như Sơn giải thích hồi nãy, đúng chưa? Nhưng mà nếu thêm ở dạng số nhiều như bạn thì có nghĩa khác. Nó thêm ở dạng số nhiều chứ là nó nói về là food hoặc là other goods, hiểu không? Tức là thức ăn hoặc là những cái hàng hóa khác mà mình có thể được mua ở những cái khu chợ. Như vậy á, thì ý là gì? Ý là nếu chọn câu C thì người ta đang coi cái từ grocery là từ food, tức là mua thức ăn. Còn nếu mà chọn là câu A đó, thì anh Sơn đang coi cái từ grocery chính là other goods, hiểu chưa? Từ goods là danh từ đến từ số nhiều, hiểu anh Sơn chưa? Cho nên là cái câu này á, mấy anh chị ra cái câu này là mấy anh chị ra cố tình ra câu C nè. Nhưng mà vì mấy anh chị check chưa kỹ hoặc là mấy anh chị chưa rõ nên Sơn cũng chẳng biết nha. Mấy anh chị cho mấy anh chị nghĩ là câu A. Thì vô hình chung khi Sơn đọc câu này, Sơn thấy câu A nó cũng không sai. Được chưa? Thật ra câu A nó lại dùng nhiều hơn câu C. Được chưa? Đó, câu này các em chọn Sơn là câu hai câu ha. Rồi,
Ok, rồi câu 14. Câu 14 nha, trong tất cả các cái món tráng miệng đó, thì bánh sô cô la đó là cái món ngon nhất và là so sánh nhất, là the most. Được chưa? Rồi, ok thôi. Câu 15. For cộng khoảng thời gian nè, mà lại là before verb 2 nữa, chắc chắn cho mày dùng hết phân từ 2 luôn. Được chưa? Rồi, hoặc là hết been verb in thôi. Đó, thì câu này là câu C đúng. 16. À, sau một ngày làm việc dài ở nơi công việc đúng không, thì cô ta quyết định là thư giãn các bạn. Relax, thư giãn là chill bạn. Chill, từ cái từ chill là chill out nha bạn. Chill out, đúng không ạ? Quyết định là chill out and relax with a good book. Câu 17. Cái concert này được tham dự bởi hàng ngàn fan hâm mộ vào đêm qua trong quá khứ rồi. Mà được tham dự là bị động, đi phân từ 2. Câu A đúng ha. Rồi câu 18, sugar danh từ không đếm được nha bạn. Không đếm được thì a few cộng danh từ đếm được số nhiều nè. A number of cộng danh từ đếm được số nhiều nè. Many cộng danh từ đếm được số nhiều nè. Chẳng có B thôi, đúng không ạ? Mấy cái câu lượng từ để mình chỉ ra rất là dễ nha bạn. Nè, tối nay Sơn dạy bài lượng từ cho Hà Nội đúng không ạ? Và tối thứ bảy Sơn dạy bài lượng từ cho Hồ Chí Minh đúng không? Đó, thì để Sơn cho coi bạn lượng từ rất là hay. Tối nay Sơn sẽ có một cái câu mà nó ná cái câu này các bạn. Nó ná cái câu này. Chắc chắn là cái viết này thì các em sẽ được up cái viết chữa đề này sau khi Sơn dạy cái bài lượng từ. Đó, được chưa? Hiểu không? Đó, thì chắc chắn sẽ viết up sao. Cho nên là khi các em học bài lượng từ xong thì các em sẽ nhớ Sơn nói cái này. Nhưng mà Sơn nói trước nha, anh Sơn tính để câu hỏi này, anh Sơn tặng phần quà này đúng không ạ? Mà để suy nghĩ coi. Không, tại vì anh Sơn sợ là sau khi anh Sơn gửi cái viết này là các bạn trợ lý á, thì các bạn sẽ up lên viết luôn, up lên web luôn, thì lúc mà các em sẽ biết cái kiến thức này anh Sơn hướng dẫn rồi, thì còn gì mà làm quà tặng đúng không ạ? Thì mà mấy bạn biết cái từ resources không? Resources là nguồn lực, đúng không ạ? Resources là nguồn lực, tức là cái nguồn lực này nó nói rất là chung chung nhá bạn. Nguồn lực thì nguồn lực nó có thể là gì? Nó có thể là tiền bạc, đúng không? Tiền bạc thì cũng là một dạng nguồn lực mà mấy đứa, đúng không? À. Resources đó, nguồn lực đó, thì nó hay là một cái tiền bạc, được chưa? Gọi là trang thiết bị, đúng không? Đó thì cũng là nguồn lực, được chưa? Ý là như vậy. Thì á, ở đây á, mình có thể nói là many resources nó là một cái hiển nhiên rồi, tức là nhiều nguồn lực. Thì lúc này là nguồn lực ở danh từ đến được ở dạng số nhiều. Cái này đúng về mặt ngữ pháp, hiểu không? Nó không có gì sai cả. Nhưng cái Sơn muốn nói đây là gì? Sơn nói đây là hôm bữa Sơn đọc báo, thì trong cái bài báo các bạn, bài báo nha, không phải Sơn tự chế nha các bạn. Bài báo người ta viết một câu thế này nữa bạn, người ta viết chính là a great deal of resources. À, người ta viết như vậy. Thì tự nhiên là gì? Tự nhiên là mình đọc mình khựng lại liền. Bởi vì sao? Bởi vì a great deal of là phải đi với danh từ không đếm được. Mà tại sao resources? Chỗ này là danh từ đếm được số nhiều mà, tại sao dùng được? Đúng không ạ? Câu này không phải là người Việt chế, nếu người Việt chế mình có thể tranh cãi đúng không? Nhưng câu này là người nước ngoài viết. Và rất là nhiều những cái trang báo chính thống như là The New York Times, The Washington đều viết như vậy. Thì ý là gì? Ý nha các em, cái nguồn lực mà người ta muốn đề cập ở trong cái bài báo đó bạn, nó chính là money, là tiền. À, tức là rất nhiều nguồn lực để hỗ trợ kinh tế, hoặc là rất nhiều nguồn lực mà trong cái đề án này. Thì cái nguồn lực đó bạn, nó người ta muốn ám chỉ nó là tiền. Mà tiền là danh từ không đếm được, hiểu chưa? Thì lúc này cái từ resources đó, nó có thể, các em có thể hiểu đó chính là money. Mà money là danh từ không đếm được, thì mình dùng là a great deal of. Đó ha. Thì cái câu này tối nay Sơn sẽ cho Hà Nội ha. Hà Nội cái câu à. Nhưng mà nếu kịp thời gian nha bạn, bài tối nay Sơn dạy cũng hơi dài một xíu. Câu 19 là nếu kịp thời gian thì mình sẽ lấy thưởng được không ạ? Đi chợ sự hút thông. Được chưa? Rồi 19 thôi. Phúc Long nhờ. 19. Challenging. Đây là cái bài toán khó nhất đúng không? Thách thức nhất đúng chưa? The most. Tính từ dài. Câu quá dễ. 20.
khi điện tắt thì chúng tôi đang học, đúng không? Đang ôn thi kiểm tra đó các bạn. Thì hành động đang diễn ra, hành động bắt xem và chắn ngang thôi, câu này câu A thôi. Được chưa? Rồi. 21. Lập trình một con robot đó bạn để thực hiện những cái việc đơn giản như là mở cái ngăn kéo hay là bật cái vòi nước đó, thì cực kỳ phức tạp. Thì câu này có A nha. Cái cấu trúc của bạn dịch nghĩa, câu này các em dịch nghĩa cho Sơn nha, là such simple, những cái hành động đơn giản như là, được chưa ạ? Thì câu A học thứ nhất á. Mấy câu này nó không có đúng về mặt ngữ pháp một xíu nào mà ngữ nghĩa luôn á bạn. Câu 22 là involve với từ in, câu này Sơn dạy rồi đúng không ạ? Ông ta tham gia vào rất nhiều cái đề án nghiên cứu. Thì câu này là câu C. Sơn mở rộng rồi nha các bạn. Câu 23. Sơn thì là danh từ, chứ danh Sơn cần một tính từ, đúng không ạ? Nếu cần tính từ thì đưa ồ, đưa tính từ nha các bạn. Ồ tính từ nè. À đúng. Được chưa? Mình là danh từ rồi. Ly là trạng từ rồi. ED là verb ED rồi. Được chưa? 24. Put forward. Đề xuất nha bạn, put forward là suggest. Cho đến nay à, so far dấu hiệu từ hiện tại hoàn thành, đúng không? Thì câu này là câu D thôi. Cho đến nay rất nhiều những cái học thuyết nó được đề xuất liên quan đến cái nguồn gốc của cái âm thanh này. Thì câu này là câu D ha. Rồi câu 25. Johnson nói cái gì đó. Thì mỗi 40 phút tôi nghĩ là bạn có thể kiểm tra online để chắc chắn nhất. Rồi what time does the supermarket open? Các em ơi, chợ không lẽ cứ mỗi 40 phút chợ mở cửa một lần? Câu này vô chuyên nha các bạn. Câu này đúng là câu B nè. Ferry là phà. Câu này dịch là sau bao lâu thì một chuyến phà nó sẽ khởi hành? Mỗi 40 phút một lần. Tôi nghĩ là bạn kiểm tra online để chắc chắn chắc cú nhất là câu B. Được chưa ạ? Rồi 26. 26 là nghĩa của từ rồi. 26 em có câu A trên Sơn. Câu A là gì nhé bạn? Câu A là cái bay đó các bạn nha. Câu B là cái ống vòi nhé bạn. Câu C là cái cưa nhé bạn. Và câu D, space là cái xẻn. Đó. Thì câu dịch là gì nhỉ? Sau khi ông ta đào xong một cái luống rau á, thì cái người làm vườn á, họ gì? Họ gọi là cất cái xẻn đi, dẹp cái xẻn đi, đúng không ạ? Thì đào luống rau phải đào bằng xẻn, đúng không ạ? Không phải đào bằng cưa. Nhớ bảo không lại đào bằng cái bay. Vô tri ha. Rồi câu 27. Give away là cho đi nhớ bạn. Give up là từ bỏ. Give off là tỏa ra một cái mùi hương hoặc tỏa ra một cái lượng nhiệt nào đó. Hit các bạn. Give off đi với mùi hương hoặc là hit đó các bạn. Thì câu này A nè. Giving là nhượng bộ nha. Giving to somebody, nhượng bộ ai đó đó. Hoặc là giving to one's demand, nhượng bộ cái yêu cầu của ai đó. 28. Trong những năm gần đây á, thì cái tỷ lệ mắc và cái mức độ nghiêm trọng của việc cháy nắng các bạn, thì nó đã tăng. Thì in recent year dấu hiệu thì hoàn thành. Không phải chọn câu B luôn, khỏi dịch. Nè, đây là một cái trợ động từ đúng không ạ? Đây là một cái động từ đúng không ạ? Vì chèn giữa trợ động từ và động từ chắc chắn còn một cái trạng từ rồi, đúng chưa? Trạng từ duly thôi. Đây đúng, ngữ pháp mà hỏi dịch. It depends on how often we could afford it. What type of hotels? Cái câu số 30 nữa bạn chọn Sơn, câu này là câu C là hợp lý nhất nha. Dịch thử nha. How many times a year do you go holiday? Một năm á, thì bạn gọi là đi chơi hoặc là đi nghỉ dưỡng á, bao nhiêu lần? Nó phụ thuộc vào là tôi có thể chi trả nó thường xuyên như thế nào, đúng chưa? Đó, một năm á, thì đi du lịch bao nhiêu lần đó, nó tùy thuộc vào cái mức độ là cái tôi có thể chi trả nó thường xuyên ra sao á. Thì câu này Sơn chọn là câu A hợp lý, câu C hợp lý. 31. Sẽ mở từ giờ và of, Sơn cần danh từ chắc chắn rồi đó. Danh từ duration là danh thôi. Câu D thôi. Đúng chưa? 32. If I were you là câu điều kiện lại 2. If đi với chủ ngữ, đi với verb 2, phải chủ ngữ đi với would, have,
sau đó bạn cộng 4 nguyên mẫu nha. Ừ. 33. Các từ absent mind thì hôm bữa Sơn dạy kem chưa? Dạy rồi, mở rộng rồi đúng không? Trong bài cấu tạo từ loại đó, phần đó là phần kết. Forgetful, lãng trí nha. Về tôi rất là lãng trí đến nỗi mà tôi không thể nhớ được. Nha bạn, tôi rất là lãng trí. Đến nỗi mà tôi không thể nhớ được là tôi vào cái căn phòng này để làm cái điều gì. Thì cho mọi Sơn chọn câu B thôi. Pick head thì là cứng đầu nha bạn. Free hand là rảnh tay ha. Và long acting là có cái ảnh hưởng, có cái tác dụng lâu dài. Chưa? Rồi, 34. Ở đây Dũng Sơn cụm từ là bear. Bear no relation. Bear no relation to các bạn. Là nó không có liên quan đến ha. Ở đây mấy bạn thêm một cụm từ là bear no resemblance. To cũng tương tự. Bear no resemblance to là không giống nha các bạn. Ví dụ Sơn nói là she bears no resemblance to her father. Cô ta không giống bố cô ta, đúng không ạ? Còn bear no relation to là không liên quan. Vì cái mà tôi kiếm được thì nó không có liên quan với cái nhu cầu của tôi. Thì câu này là relation, collocation thôi. So là vì thế, even, thậm chí just, such as. Thì DNA của mỗi người thì khác nhau. Thậm chí hai cái dấu vân tay ấy, thì cũng không có giống được nữa. Thì câu này là câu B ha. 36. Bạn không thể nghĩ ra được một cái cớ tốt cho việc đi trễ à? Bạn tốt nhất là nên trung thực và nói sự thật. Have better là nên, have better là should. À đúng. 37. Ông ta muốn đổi cái điện thoại của ông ta sang một cái mới thì change something into something thôi bạn. Đổi cái này sang cái khác thôi. À, câu B. Câu A chứ, sorry. Câu A, tay khoanh câu A, mình nói câu B. 38. Bạn có biết hôm nay là sinh nhật của bà này không? Đúng rồi, bà ta sẽ tổ chức một buổi tiệc sinh nhật vào đêm nay. Các em nghe Sơn nói nè. Tổ chức bữa tiệc sinh nhật thì cái việc mình tổ chức này là mình đã được lên kế hoạch từ trước rồi, đúng không ạ? Thì chắc chắn dùng tương lai gần, đúng không? Be going to. Nhưng mà cái sự kiện là tổ chức sinh nhật á, thì không những mình được lên kế hoạch mà mình còn phải dàn xếp nữa, tức là mình phải mời bạn bè nữa, mình phải đặt bàn đặt chỗ nữa, đúng không ạ? Và cái hành động này là không những được lên kế hoạch mà còn được dàn xếp từ trước, tức là arrangement, đúng không ạ? Cái keyword là arrangement, đúng không ạ? Mà nhắc đến từ arrangement là phải là hiện tại tiếp diễn chỉ tương lai, đúng không? Còn nhắc đến từ intention chính là tương lai gần, be going to. Anh Sơn dạy rất là kỹ rồi ha. Các em cứ nhớ như vậy cho anh Sơn làm được. Câu 39. 39 các em dùng Sơn out of hand đó bạn, nó chính là out of control đó bạn. Mất kiểm soát đó ha. Cái tình huống này thì mất kiểm soát, hãy làm cái điều đó trước khi nó trở nên trở thành một cái tranh, một cái cuộc tranh cãi nảy lửa. Cuộc tranh cãi đầy cay đắng đó các bạn. Thì là hand C đúng. Câu 40. Chỉ một người, cái người mà có thể cung cấp cái giải pháp cho cái câu hỏi này thì mới được thăng chức và được thưởng, đúng không ạ? Được thưởng một cái phần thưởng về tài chính. Về thưởng là câu B nha các bạn. Câu B là được thưởng. Serve là phục vụ. Entitle là trao quyền. Và equip là trang bị. Giả sử rằng thị trường chứng khoán sụp đổ thì bạn sẽ mất bao nhiêu tiền, cho mà dùng would have phân từ 2 đúng không ạ? Tức là đang giả định cháu quá khứ điều kiện lễ 3 thì chúng mình là had phân từ 2 thôi. Đúng chưa? Sai đúng. 42. What do you think of? Câu 42 rất là dễ, là con này khó dịch không được các bạn. Nhìn trên Sơn nha. However và on the other hand là trạng từ liên kết. Mà Sơn nói rồi, đúng không ạ? Trạng từ liên kết là gì các bạn? Trạng từ liên kết trước dấu chấm sau dấu phẩy thì mới điền được trạng từ liên kết. Không có chấm không có phẩy thì không có điền trạng từ liên kết được. Despite thì cộng danh từ hợp vốc in rồi, đúng chưa? Mà đây là chủ ngữ. Appear động từ, với câu này còn đáp án câu D thôi. 43. Câu này sẽ mở rộng ha. Tuân theo một cái quy định hoặc tuân theo
tuân theo một cái quy tắc, một cái quy định hoặc tuân theo một cái luật lệ nào đó, bạn thì sử dụng cụm từ là comply with, đồng nghĩa với từ conform, như từ to, đồng nghĩa với từ abide by, đồng nghĩa với từ follow, đồng nghĩa với từ stick, stick to, đồng nghĩa với từ obey, obey something, nhưng mà obey thì không không có giới từ nha, follow thì không có giới từ nha, observe, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, đồng nghĩa với từ adhere to, một hai ba bốn năm sáu bảy tám, rồi những cái từ nữa bạn, comply with, conform to, abide by, follow, stick to, obey, observe, adhere to các bạn, thì cái tân ngữ phía sau nó chính là regulation, quy định đúng không ạ, quy tắc, luật lệ đúng không, sự hướng dẫn instruction hoặc là mệnh lệnh order, hoặc là tuân theo một cái tiêu chuẩn nào đó là standard, được chưa? Đó, thì cái tân ngữ với sao chính là những cái tân ngữ này các bạn. Đi thi nó hay gặp những cái tân ngữ này thôi, và nó ra là một trong những cái từ này. Đó, thì with tức là comply with, đúng không ạ? Chỉ có học answer mới mở rộng như vậy thôi nha các bạn, chứ không có học ai mà mở rộng đầy đủ như vậy đâu nha mấy đứa, được không? Đầy đủ không? Quá đầy đủ luôn, đúng không ạ? Các em biết là Sơn dạy rất là nhiều năm rồi. Thì cứ mỗi một năm khi Sơn sửa đề mà Sơn thấy được cái cụm từ này, nó cùng nghĩa với cụm từ này, thì Sơn sẽ lưu lại và Sơn sưu tầm lại. Thì sau một khoảng thời gian dạy 5, 6, 7 năm như vậy, thì Sơn sưu tầm được rất là nhiều những cụm từ đồng nghĩa rất là hay như vậy cho các em ha. Đó, rồi câu 44, 4 thành ngữ ha. A man of his word, tức là một cái người đàn ông mà, dịch là gì nhỉ, tức là ông này ổng nói gì, tức là ổng rất là tôn trọng cái lời nói của mình các bạn ha. You can trust him, bạn có thể tin tưởng ông ta. Ông ta là một cái người đàn ông rất là tôn trọng lời nói của mình, tức là ông ta nói gì ông ta sẽ làm đấy, ông ta là một người rất là giữ lời, được chưa? Đó. Respect, I have a lot of respect, tôi có rất nhiều cái sự tôn trọng cho cái điều đó, với từ for thôi các bạn. Respect for something, tôn trọng cho điều gì, được chưa? Rồi 46, nhóm 6 kèm những từ strategy nè. Strategy là danh từ đếm được ở dạng suất nha các bạn. A little cộng danh từ không đếm được, con này sai. Much tương tự. Hardly phải dùng hardly any nha các bạn, con này sai vì lại trừ câu B đúng. 47. 47 dịch trên sơn nha. Như được chỉ ra trong cái báo cáo. Hiểu chưa? Như được chỉ ra trong cái báo cáo. Không chỉ là bản thân cái đám cháy mà cái khói độc đó, thì cũng là cái nguyên nhân gây ra cái số, cái tỷ lệ, cái số người chết cao. Vậy là như được chỉ ra thì as a như nha các bạn. Rồi 48. À 48 dùng sân cái collocation là have hoặc là get nha các bạn. A clue about something, tức là có gợi ý về điều gì nha các bạn. Have hoặc là get a clue about something. Đó thì collocation nha. Đã là collocation thì không chọn hint, đúng không? Tại sao hint cũng là gợi ý mà không chọn hint, đúng không ạ? Các em, thầy cô nào dạy các em mấy sự phân biệt là các em ơi, bây giờ các em đi phân biệt từ hint là dùng thế này, từ clue dùng thế này, làm ơn nha bạn. Em sẽ nói rồi, trong tiếng Anh đó, nó cũng sẽ có những cái trường hợp mà mình phân biệt những cái từ, nhưng mà cái sự phân biệt nó là rõ rệt, hiểu không? Chứ mà hai cái từ giống nhau mà tại sao từ này dùng như thế này, từ kia dùng như thế kia, thì chỉ là collocation, tức là sự kết hợp từ, tức là bắt buộc dùng như vậy. Anh Sơn lấy ví dụ tiếng Việt này cũng có bạn, con gà phải là gà gì, gà mái đúng không ạ? Chứ làm gì có gà cái, chứ làm gì có gà nữ, đúng không? Đúng không? Nhưng mà con chó là con chó gì các bạn? Con chó cái, đúng không? Vậy là cái mái, cái nữ khác với nhau, nó cũng chỉ là giới tính yếu thôi mà, đúng không? Đúng không? Cái mái cũng dùng cho con vật, mà cái thì cũng dùng cho con vật thôi, nhưng tại sao con gà, con gà mái, con chó cái, đúng chưa? Dạ, các em giải thích được không? Rất khó giải thích được, đúng không ạ? Không có ai đi phân biệt từ mái và từ cái cả, giống như chẳng ai đi phân biệt từ hint và từ clue cả, nó chỉ là collocation thôi, sự kết hợp từ. Giống như con mèo đen nó gọi là con mèo moon, đúng không? Đó, hiểu biết Sơn chưa? Rồi, nếu như bạn là làm bỏng mình đó, thì nó sẽ rất là đau đó các bạn. Câu điều kiện là một, câu D ha. Câu cuối cùng, à
cuối cùng mình dùng sơn cụm collocation là mass tourism, câu này sách giáo khoa của mình đó bạn, chắc mấy anh chị copy qua quá. Mass tourism tức là du lịch đại chúng đó bạn, du lịch đại chúng đó ha. Cái sự mà phát triển của cái việc là di chuyển bằng đường hàng không là khuyến khích cái sự tăng trưởng của du lịch đại chúng. Du lịch đại chúng tức là nhiều người mới là tiếp cận được cái địa điểm du lịch đó, gọi là du lịch đại chúng. Để chơi đây một cái thành thuật ngữ trong tiếng Anh luôn đó các bạn, mass tourism. Trong tiếng Anh nó có nhiều cái thuật ngữ nghe rất là lạ. Ví dụ nếu mà các em làm bài đọc về chủ đề đô thị hóa đó, thì mình có cái thuật ngữ là đảo nhiệt đô thị. Nghe nó lạ đúng không? Các em sẽ không, tức là trong tiếng Việt chẳng bao giờ các em nghe đảo nhiệt đô thị là gì cả. Nhưng mà trong tiếng Anh nó sẽ có cái thuật ngữ là đảo nhiệt đô thị. Thì để mà các em có được một cái lượng kiến thức học thuật tốt đó, thì Sơn khuyên các em là nên làm đọc hiểu. Và đọc hiểu ở đây là không phải tùy nha bạn. Có rất nhiều bài đọc, nhưng bài đọc nào nó hay đúng không ạ? Thì phải dựa vào thầy cô, các em phải tin tưởng thầy cô. Các em phải chọn thầy cô nào mà cho các em những cái đề hay, những cái bài đọc và soạn từ các cái trang báo, hoặc là có cái bài đọc soạn từ các cái sách nước ngoài, thì là những bài đọc hay nha các bạn. Đó là các em học. Bên cạnh đó, nếu mà mình tự chủ động học thì các bạn có thể tự chủ động học Sơn từ các trang báo như là CNN đúng không ạ? BBC đúng không? The Guardian, Independent, Washington Post, The New York Times, The Atlantic, The Telegraph. Đúng chưa? Tức là các em đọc cho Sơn những cái trang báo đó, hoặc là Economist đúng không ạ? Hoặc là Science Daily, tức là những cái trang báo là những cái trang báo mà đề thi IELTS người ta hay ra. Tức là những cái trang báo có những bài viết rất là học thuật. Thì khi em đọc như bài viết học thuật như vậy thì thứ nhất là em có một cái lượng từ vựng học thuật, và thứ hai là em sẽ có một cái kiến thức học thuật sâu rộng. Hiểu ý Sơn chưa? Đó. Còn nếu mình không đọc nhiều thì chắc chắn trong tiếng Việt thì làm gì mình có cái thuật ngữ là đảo nhiệt đô thị đúng không? Rồi. Buổi học mình kết thúc. Xin chào các em. Hẹn gặp lại các em trong các buổi học khác. See you later. Bye bye.